Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 25 tháng 10, 2019. Bây giờ mình đang đi hái lá trà, để lát nữa mình sẽ dùng những cái lá trà này để tạo hương vị cho bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh hôm nay mình làm sẽ có hai hương vị, đó là vị trà xanh và vị trà đỏ. Với vị trà đỏ thì rất dễ làm, dùng loại trà nào cũng được, hết non già đều được. Nên còn cái vị trà xanh ấy, thì mình phải lựa cái lá già một chút thì nó mới tạo ra được cái màu xanh. Còn lá non thì nó không có ra màu được. Những cái lá trà mình đang lựa ra đấy nó vẫn chưa được già. Nhưng mà đợt này mình không kiếm được cái lá trà già ấy. Do mình làm bánh này nhiều lần mình đã dùng hết lá già rồi. Bây giờ chỉ còn cái lá hơi già già thôi nên đợt này bánh nó sẽ không có màu đẹp. Muốn bánh có màu đẹp thì cái lá trà nó phải thật là già luôn. Đặc biệt là kiếm được cái lá trà mà nó già phải trên 3 năm tuổi rồi ấy, cái lá nó già đến mức mà mình bóp nó giòn giòn luôn ấy. Cái đó ra màu cực kỳ đẹp luôn. Thậm chí là mình xên bánh cả nửa tiếng đồng hồ thì cái màu nó vẫn còn nguyên luôn ấy, màu cực kỳ đẹp mà ăn rất là thơm. Mà nghe nói là cái lá trà mà già được như thế ấy thì nó làm thuốc và chữa được rất nhiều bệnh luôn á. Nhưng mà hôm nay mình không kiếm được cái lá trà già như thế nên mình sẽ dùng tạm lá trà non vậy. Tuy rằng màu sắc nó không được đẹp nhưng mà nó vẫn ăn rất là thơm. Còn bao giờ mình kiếm được lá trà già ấy, mình sẽ làm lại cho mọi người xem nha. Đậu xanh mình đã ngâm khoảng 4 tiếng đồng hồ cho nở mềm rồi. Và mình đã rửa sạch. Bây giờ mình sẽ mang đậu xanh đi nấu. Đậu xanh đã ngâm mềm thì rất là dễ nấu luôn. Mình chỉ việc cho đậu vào nồi. Sau đó thêm nước xăm xắp mặt đậu. Chắc khoảng 1/3 đốt ngón tay thôi. Sau đó là khi mà đậu mà mình nấu sôi lên rồi ấy thì nó sẽ sụi bọt lên rất là nhiều, mình sẽ vớt cái bọt đó đi. Đồng thời nếu như mà nước chưa được cạn ấy thì mình cũng chắt bớt nước đi để cho nước nó vừa bằng cái mặt đậu luôn á. Sau đó đảo đều và đậy nắp lại. Hạ lửa nhỏ nhất có thể luôn và để như thế khoảng 15 đến 20 phút sau là đậu đã chín. Khi đậu đã chín mềm thì tắt bếp đi và để như thế khoảng 5 phút sau thì hãng mở nắp nồi ra cho nó đỡ bị dính đáy nồi. Những cái lá trà này mình đã rửa sạch rồi và bây giờ mình sẽ vò cái phần trà non trước để tạo trà đỏ. Bởi vì muốn làm trà đỏ thì phải để qua quá trình oxy hóa, để cái nơi thoáng mát cho nó oxy hóa khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới tạo ra cái trà đỏ có màu đẹp được. Làm trà đỏ thì non hay già đều làm được hết. Còn làm trà xanh thì bắt buộc phải dùng trà già. Còn trà non nó sẽ không lên màu đậm được. Bây giờ sẽ đến công đoạn vò lá trà già để tạo màu xanh. Thì mình sẽ cho vào trong tô một xíu nước thôi. Cho nhiều thì lát nữa bánh của mình nó sẽ rất là ướt luôn ấy. Nên mình sẽ cho vào một xíu nước và bắt đầu mình vò cho thật nhuyễn để tạo ra cái màu xanh. Sau đó mình sẽ lược lại lấy cái phần nước màu xanh đó để mà làm tạo màu cho bánh. Đậu xanh của mình đã chín rồi, mọi người nhìn thấy đậu rất là tơi và khô. Cái quan trọng nhất là đậu phải thật là khô, nếu như mà đậu ướt mà mình lại cho thêm cái nước vò trà vào nữa là nó cực kỳ ướt luôn, xên sẽ rất là lâu. Bây giờ mình sẽ tán cho đậu thật là nhuyễn luôn. Mọi người nhớ là cái bước này phải tán cho thật là nhuyễn luôn nha. Tại vì sau khi mình đã trộn đường vào rồi ấy, là mình không thể tán nhuyễn nó được nữa. Nên bước này rất là quan trọng. Bánh đậu xanh mà nó mà bị sượng sượng ấy thì kỳ cục lắm. Nên bước này phải tán cho thật là nhuyễn. Tán nhuyễn thì ta mới trộn đường vào được. Do bánh đậu xanh thì thường được dùng chung với nước trà ấy, nên nó ngọt ngọt một chút nó sẽ hợp hơn. Ở đây mình có 300g đậu xanh và mình cũng dùng 300g đường luôn. Nếu ai mà không thích ăn ngọt thì có thể giảm bớt nha. Tại vì mình có thể nếm thử mà, đậu xanh đã chín rồi mình trộn đường vào mình nếm thử là biết à. Sau đó thêm khoảng 1 thìa cà phê muối nữa. Mình sẽ chia đôi phần đậu này ra, một nửa để làm hương trà xanh, còn một nửa để làm hương trà đỏ. Phần đậu xanh múc ra thì mình phải đậy cho thật kỹ để cho nó không bị khô. Do lá trà của mình còn non nên cái màu nó không được đậm cho lắm, nhưng mà nó vẫn rất là thơm. Bây giờ mình sẽ trộn hết cái nước này vào trong phần đậu xanh và trộn thêm một chút dầu ăn nữa.
xên đậu trong khoảng 15 đến 20 phút, tại vì đậu này nó khô ấy. Tuy mình có trộn thêm nước trà xanh nhưng mà nó cũng không ướt lắm, nên chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút thì cái phần bánh nó đã đạt rồi. Nếu bạn nào mà nấu mà đậu ướt hơn ấy, thì nên xên lâu hơn nha. Xên đến khi nào mà đậu nó không còn dính chảo nữa là được. Phần đậu của mình bây giờ nó đã khô hơn rồi và nó không còn dính chảo nữa. Giờ mình sẽ mang nó đổ ra khuôn. Khuôn này mình có lót một lớp giấy bóng để chống dính. Bây giờ mình sẽ ép đậu xuống cái khuôn cho nó bằng phẳng, nó đẹp. Ép đậu vào khuôn xong thì mình sẽ đậy kín cái bánh này lại cho nó nguội từ từ. Nếu như mà không đậy kín là nó sẽ bị khô, ăn sẽ không ngon đâu. Phần lá trà này mình đã đậy lên men được khoảng 1 tiếng rồi. Giờ mình rót vô một ít nước sôi. Nhớ là phải nước sôi nha mọi người. Và đậy một lúc cho trà ngấm và mình lọc lấy cái phần nước. Các bước còn lại thì làm cũng tương tự như bánh đậu xanh vị trà xanh thôi. Kín lại và để cho bánh phải thật là nguội. Sau khi bánh nguội thì mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Vậy là đã hoàn thành xong món bánh đậu xanh mang hai hương vị là vị trà xanh và vị trà đỏ rồi. Đây là chiếc bánh đậu xanh có vị trà đỏ. Cái mùi vị của nó giống y hệt như cái nước trà đỏ mà mình pha ra để uống luôn. Và nó ăn nó ngọt ngọt. Khi uống trà thì mình thích trà đỏ hơn trà xanh, bởi vì trà đỏ nó ngọt hơn. Nhưng mà khi mang về làm bánh thì mình thấy nó không có gì đặc biệt lắm. Nó chỉ ngọt ngọt và đậm mùi trà thôi. Còn cái bánh trà xanh thì nó lại mang đến một hương vị hoàn toàn khác. Nó không giống như cái nước trà xanh mình uống đâu, mà khi kết hợp với đậu xanh nó tạo ra được cái vị rất là thơm và rất là béo luôn. Cứ giống như là mình dùng nước cốt dừa vậy á, nhưng thực ra mình đâu có dùng nước cốt dừa đâu. Và theo cảm nhận của mình thì mình thích bánh có hương vị trà xanh hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.